Hello anh em, lại là mình Sơn Sơn đây. Hiện tại mình đang có mặt tại gọi là Hưng Hà Xịn đấy. Hôm nay có một cái đơn hàng của thằng cu em mình cùng huyện. Lần trước thì nó cũng có mua đồ của mình rồi, lần này lại tiếp tục ủng hộ mình tiếp anh em ạ. Đấy thì nói chung là em ấy chắc cũng phải độ tầm khoảng đơn 2 triệu, nhưng mà lần này cứ sương sương 1 triệu trước đấy, thì mình lại làm video gọi là đi ship đồ và lắp cho anh em xem. Hôm nay thì không quay cái diễn biến mà bắt đầu nhặt đồ đi nữa, bởi vì anh em thấy hôm nay rất là nắng anh em ạ. Đây. Nắng, tôi phải mặc áo chống nắng này. Đấy. Con vợ của tôi. Vừa nãy thì mình đã gặp em ấy rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ chờ em ấy ra đây để xem tìm cái chỗ địa điểm nào nó hợp lý một tí rồi quay lắp cho anh em xem. Anh em tham khảo xem giải trí. Ok. Đây rồi, chủ xe rồi. Ok em. Tại nắng quá em ạ, mình phải làm sớm sớm tí, xong chiều anh còn có việc. Đấy. Thì bây giờ tìm ở chỗ nào lắp ở đâu nhỉ? Nhưng mà có được vào trường không? Vào thì nếu mà vào được thì đi vào trường đi. Không thì kiếm chỗ nào mà vắng mà nó râm tí cũng được. 2000 years later. Thì chúng mình đã tìm được cái địa điểm để gọi là thi hành cái dự án này rồi. Đây. Hiện tại mình đang ở cái trường này là trường cấp 2, trường này trường gì nhỉ? Trung học cơ sở Liên Đế. Trường Trung học cơ sở Liên Lam Đế. Thuộc gì nhỉ? Sang Minh anh em nhá. Hồng Minh Hưng Hà tỉnh Thái Bình. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem con xe này của chúng ta thi công hôm nay này. Đây anh em. Con xe mà hôm nay chúng ta sẽ thi công đây. Nói chung là đây là một con xe đời khá là sâu rồi, bởi vì anh em nhìn cái đầu đèn là biết này. Đấy, đầu đèn hình này là rất là sâu rồi. Nhưng mà tình trạng của nó vẫn còn rất là ngon, bởi vì em mua xe cũ mà. Biển thì biển Hà Nội anh em nhá. Đây. Đấy, biển Hà Nội luôn. Đó. Thì hôm nay em ấy lên khá đồ đấy. Lần trước em ấy đã lên của mấy cái chân trống rồi này. Lần này em ấy lên kiểu ghi đông ghi các thứ, xong rồi xin nhan xin nhủng các kiểu kiểu. Nói chung là dọn gần như là lại, xong ra dán tem nữa. Nhưng mà có lẽ là lên dần dần, xong mình quay video cho anh em xem luôn. Thì hôm nay con xe này lên những cái gì thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem này. Đây. Bao tay này. Một đôi xi nhan này. Đấy. Xi nhan này thay cho xi nhan zin rất là đẹp anh em nhé. Chứ xi nhan zin nó màu cam cam nhìn trông nó hơi tù. Bát biển này, à quên viền biển này. Chống đổ này. Bát biển đằng sau này, bát biển gập này. Bát biển này thì có cả đèn luôn anh em nhé. Đấy, có cả đèn luôn này. Rồi. Chống đổ tiếp này. Và một cái móc treo đồ. Đó. Thì sau em còn lên cả ghi đông, ghi đứa các thứ cơ. Nhưng mà cứ lên từ từ đã anh em nhé. Còn bây giờ thì anh em theo mình thi công con này. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp chống đổ trước em nhá. Ok. Bây giờ sẽ lắp chống đổ sườn. Tiếp theo là mình sẽ lắp bát biển cho con X-Men này anh em nhá. Anh em nhé.
tắt biển xong rồi nhá, thì bây giờ sẽ thay viền biển khó titan. Tiếp theo là xi nhan trước anh em nhá. Lắp xong xi nhan rồi thì đến bao tay. Sau khoảng hơn 2 tiếng lắp ấy thì nói chung là mình cũng hoàn thành gọi là 90% con xe rồi. Thì mình sẽ review sơ qua cho anh em xem một con xe này đã lắp những cái gì nhá. Thì đầu tiên đó chính là một đôi chống đổ trục trước này, Rizoma này, vàng này. Đó, cho cả hai bên luôn nhá. Rồi tiếp theo lên trên này một chút thì em mới đã thay một đôi xi nhan xương cá kiểu Lambo ấy, đuôi Lambo ấy. Rồi. Tiếp theo thì lên trên này thì em mới có thay một đôi bao tay Spider đen. Đấy. Mấy hôm nữa thì em mới ghi đông về thì em mới thay một bộ ghi đông Moxi 5 khúc vàng. Đó. Ý tưởng là như thế. Rồi. Móc treo đồ khó titan. Chân chống thì lắp từ lần trước rồi. Chống đổ. Chống đổ trục. Thay các chân. Vì là do cái phần ốc ở đây nó bị dài quá so với ấy, mình chưa tính được ấy, cho nên là mình không mang được thêm một cái khúc tròn tròn nối vào ấy. Thì mình sẽ hẹn em ở hôm sau sẽ mang cái khúc đấy đi, thì sẽ tháo gác zin này ra vứt đi đấy, chứ lắp gác zin này trông hơi xấu. Rồi ra đằng sau này thì một chút thì ở đây em đã có lắp một chiếc pad biển của Exciter 150 màu vàng, có cả hệ thống đèn led đằng sau này. Nhưng mà do không nghiên cứu được, không phải không nghiên cứu được mà là mình mới nghiên cứu và mình mới tính ra. Đấy thì mình sẽ khoét lỗ đây và lắp thêm một đôi xi nhan mũi tên nữa. Bởi vì trong cốp còn một đôi xi nhan mũi tên. Đấy thì mình sẽ lắp vào đây. Đó, bởi vì là chưa lắp xong bắt biển với là chưa lắp xong xi nhan, chưa đấu dây điện này anh em này. Đây dây điện có cái đèn led đây. Đấy chưa lắp xong cho nên là mình vẫn còn để nguyên dàn vỏ này. Đấy chưa tháo vỏ, chưa lắp vỏ. Đó. Rồi, bắt biển này, em đã lên một cái khung viền khó titan này, nhìn trông rất đẹp, anh em thấy đẹp không? Đó. Mấy nữa em lắp xong em sẽ gấp vào trong cơ. Rồi, chống đổ này, đây. Đấy, phần đuôi, phần vỏ đằng sau thì vẫn chưa đấu vào bởi vì là chưa lắp xong. Đấy, sắp tới thì lắp thêm một vài món đồ nữa, hoàn thiện chiếc xe thì mình sẽ quay cho anh em xem. Sắp tới em còn lên cả bộ tem với là một vài đồ linh tinh nữa. Thì anh em chờ đón con xe này ở phần sau nhá. Còn bây giờ thì bye bye.